những hiểm họa cận kề, những mánh lới lừa đảo tinh vi. Đường đi của những thực phẩm siêu bẩn. Những bức xúc về các vấn đề dân sinh của người miền Tây. Những sáng kiến hữu ích của những anh hai lúa thời hiện đại. Muôn điều kỳ thú về con người, văn hóa, đời sống vùng sông nước Mekong. Tất cả sẽ có trong bản tin Tiêu điểm nóng, bản tin nóng đặc biệt dành cho bà con vùng đồng bằng sông Cửu Long. Chương trình phát sóng hàng ngày vào lúc 18 giờ trên đài truyền hình thành phố Cần Thơ. Cập nhật thiết thực, gần gũi. Tiêu điểm nóng, chưa xem tin nóng, chưa bàn chuyện nóng.